khác thì chuyện thầy cô khác sẽ hướng dẫn cho chị. Thì cái phần này cũng thiên về lý thuyết thôi, tại vì yếu tố di truyền thì mỗi cá thể nó sẽ thay đổi khác nhau, không có ai thay đổi giống ai. Do đó mình cũng chỉ nghiên cứu về mặt dịch tễ rất là nhiều thì mình mới ra được một cái phần chung là à, đa số bệnh nhân có thay đổi này thì dẫn đến cái viêm, và người ta sẽ hướng tới cái phần đó là điều trị theo đích hoặc là nhắm chúng đích. Thì chúng ta thấy rất nhiều trường hợp đó là hai bệnh nhân có cùng nhiều chứng bệnh, có cùng kết quả về mặt cận lâm sàng và có cùng rất nhiều thứ. Tuy nhiên khi chúng ta cho cùng một thuốc, cùng một liều vân vân thì có nhiều cái đáp ứng khác nhau xảy ra. Cũng có những trường hợp là bệnh nhân có hiệu quả điều trị, trường hợp là bệnh nhân không có hiệu quả điều trị, hoặc trường hợp nặng hơn đó là bệnh nhân bị độc tính của thuốc. Như vậy trong cái vấn đề dẫn đến đáp ứng khác nhau này thì chúng ta lưu ý là có hai nhóm yếu tố. Nhóm yếu tố thứ nhất đó là yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài. Nhóm yếu tố thứ hai thuộc về cái cơ địa, cái bản thân, cái đối tượng của người dùng thuốc. Đó là gì? Cái giới tính nam với nữ có giống nhau không chị? Không. Độ tuổi trẻ em, người trưởng thành, người già sẽ khác nhau. Trọng lượng cũng sẽ khác nhau, người gầy với người mập sẽ khác nhau. Đặc biệt cái nhóm thuốc gây mê, vì chúng ta thấy có một số thuốc mê thì nó phân bố tốt trong mô mỡ, và đó khi những cái người mập gây mê thì theo các chị người đó tỉnh nhanh hay lâu? Lâu, tại vì thuốc nó đi vào trong mô mỡ, sau đó nó phóng thuốc từ từ làm cho cái người đó bị ngủ rất là lâu. Và còn người gầy thì gây mê nhanh thì sẽ tỉnh nhanh, và cái người mập thì có nguy cơ biến nữa. Cho nên chúng ta thấy thể trọng nó sẽ ảnh hưởng. Rồi cái gì? Trạng thái sinh lý giữa nam và nữ thì theo các chị cái trạng thái sinh lý nào của nữ nó sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Chúng ta thấy một tháng thì sẽ có cái chu kỳ kinh nguyệt, thì kèm theo đó là cái hormone không đủ nên cũng sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Hoặc là giai đoạn mang thai cũng vậy, cho con bú thì cái hormone nó thay đổi. Nên khi mà thử thuốc, nếu không có cái yêu cầu đặc biệt đó là à cái thuốc này sau này tôi dùng cho phụ nữ thì bắt buộc tôi phải chọn cái giới tính là nữ để tôi thử. Còn thuốc mà dùng chung cho tất cả mọi người thì theo các chị người ta sẽ chọn đối tượng nào để thử? Nam, tại vì nó sẽ ít bị các yếu tố khác ảnh hưởng. Hoặc là nữ thì ở đây thì mình rất là hay quên hỏi bệnh nhân nó có dùng chất tránh thai hay không, đúng không? Mình cũng không để ý tới thì nó rất nhiều yếu tố, cho nó thường thì người ta sẽ chọn là nam để dùng thuốc. Rồi yếu tố số lần sử dụng, cùng là tôi nhưng tôi uống thuốc lần một có giống uống thuốc lần thứ năm không? Không, như vậy nó cũng sẽ thay đổi. Cái bữa ăn của cái người đó cũng sẽ thay đổi. Mình ăn một cái bữa giàu chất xơ với giàu chất béo nó cũng sẽ khác nhau. Như vậy nó thuộc về người dùng thuốc. Còn cái nhóm yếu tố thứ hai đó là yếu tố thuộc về môi trường. Ví dụ như là mình uống thuốc vào buổi sáng nó sẽ khác vào buổi tối, mình uống thuốc vào mùa xuân nó sẽ khác vào mùa đông. Như vậy đó là những cái yếu tố thuộc về môi trường. Và trong cái yếu tố thuộc về cá nhân thì có một yếu tố rất quan trọng, đó là yếu tố sắc tộc hay là yếu tố di truyền. Người châu Á sẽ khác người châu Âu, sẽ khác người Trung Phi, và cái nguồn gốc sâu xa của nó đó là yếu tố di truyền. Ví dụ rất là thường gặp đó là giữa cái việc uống rượu đó thì theo các chị người nào tổn thương gan nhiều hơn, châu Á hay châu Âu thì ai tổn thương gan nhiều hơn? Châu Âu. Châu nào? Châu Âu. Châu Âu đúng không? Châu Á. Lý do tại sao chúng ta nhìn lại cái quá trình chuyển hóa rượu, 90-95% rượu vào trong cơ thể nó sẽ được chuyển hóa ở gan. Đầu tiên thì nó sẽ chuyển hóa được cái enzyme đó là acetoacetin để trở thành acetaldehyde. Và chính cái sản phẩm acetaldehyde này là cái yếu tố gây độc, nó gắn vào cái các cơ quan trong cơ thể sinh ra các gốc tự do, hoặc nó gắn vào ADN gây đột biến ADN, đột biến protein. Nhưng bình thường chúng ta không bị, là vì cái acetaldehyde đó nó tiếp tục chuyển hóa nhờ cái acetaldehyde đề hydrogenase sẽ chuyển cái acetaldehyde thành
tác, năm sinh tác nên chỉ biết năm dạng gì, dạng muối tạo phân chất để thải ra ngoài. Nhưng ở người châu Á thì cái gen mà mã hóa cho cái anthetic deoxygen 2 đó thì nó bị thay đổi nguyên theo tiết và nó tạo ra một cái loại protein cũng là anthetic deoxygen 2 nhưng cái hoạt tính kém hơn và nó làm cho cái việc vận chuyển thành acetat không kém thì dẫn đến là nhiều cái sản phẩm trung gian acetat đến mức mà nó gây tạp hơn. Như vậy chúng ta thấy cái yếu tố di truyền nó rất là quan trọng, đặc biệt trong một cái bệnh thời sự hiện nay đó là ung thư. Thì người ta thấy, người ta nghiên cứu về mặt dịch tễ di truyền thì người ta thấy là một số bệnh nhân ung thư có cái đặc điểm là cái đột biến cùng ở một cái gen đó. Ví dụ đối với ung thư vú thì nó sẽ đột biến ở đâu nhiều nhất? Ở cái thụ thể nào? Cái thụ thể của cái yếu tố tăng trưởng hormone, cái biểu hormone OGFR. Thì có thể đọc thì người ta thấy là đa số một cái tỷ lệ rất lớn bệnh nhân bị ung thư vú bị đột biến ở cái thụ thể này. Như vậy thì người ta sẽ tìm những cái thuốc mà nó chỉ tác động lên cái tế bào ung thư. Tại vì sao? Khi nó có một cái adenine đột biến riêng thì nó sẽ tạo ra một cái protein riêng. Các chị theo kịp không? Còn tại sao các cái thuốc ung thư khác thì nó độc? Tại vì nó không phân biệt tế bào thường và tế bào ung thư. Do đó thuốc ung thư được xếp vào cái nhóm là rất độc, tại vì nó tác động vào cả tế bào thường. Và bây giờ một cái hướng nghiên cứu mới của ung thư đó là liệu pháp nhắm trúng đích. Nhắm trúng đích có nghĩa là chỉ tác động vào những tế bào ung thư, thì bằng cách là tạo ra những cái thuốc về bản chất nó là những cái kháng thể, thì khi vào trong cơ thể nó sẽ gắn được vào những cái protein mà chỉ có tế bào ung thư nó mới có. Các chị theo kịp không? Như vậy nó chỉ nhắm vào cái đích mình cần tiêu diệt, đó là tế bào ung thư. Thì đó là một cái ứng dụng của yếu tố di truyền trong cái dược lý, thì người ta gọi là dược lý di truyền. Thì ở đây mình chỉ học một phần rất nhỏ trong dược lý di truyền, đó là ảnh hưởng của yếu tố di truyền lên đáp ứng của thuốc hoặc là các cái thông số dược động. Thì theo thống kê, ở đây là một cái ví dụ mà chúng ta thấy không phải tất cả các thuốc cứ dùng là có đáp ứng. Một cái thuốc mà thường có đáp ứng tốt nhất là khoảng 70-80% trên cái dân số dự thuốc. Đặc biệt có những thuốc thì cái tỷ lệ đáp ứng rất thấp, ví dụ như là cái nhóm ức chế enzyme acetyl choline esterase trong điều trị bệnh nhân tim phổi chẳng hạn thì chỉ có khoảng 1/3 là đáp ứng thôi. Và lý do tại sao thì người ta vẫn chưa biết hết, nhưng một trong những lý do đó là bệnh nhân có sự khác biệt về mặt di truyền. Thì đây là cái phần tóm tắt để giờ tôi giải thích thôi. Thì có rất nhiều yếu tố dẫn đến khác biệt về đáp ứng của thuốc cũng như độc tính của thuốc, trong đó có yếu tố về mặt di truyền. Thì trong cái yếu tố khác biệt về mặt di truyền thì có một cái hiện tượng phổ biến nhất, nếu các chị đã là thử nhân sinh học thì chúng ta biết rồi, đó là hiện tượng gì? SNP này là cái khác gì các chị? Đó là hiện tượng đa hình đơn nucleotide hoặc là nucleotide đơn. Có nghĩa là gì? Giữa hai người khác biệt về một nucleotide thì theo cái nghiên cứu người ta thấy cứ giữa hai người bất kỳ cứ 1250 ba giờ phải đúng tên tiết thì lại có khác nhau một người tên tiết trong đó. Tuy nhiên có phải tất cả các cái khác biệt này nó đều biểu hiện ra biểu hình bên ngoài hay không được không? Tại vì chúng ta thấy chúng ta có 64 cái cặp ba nucleo tiết đúng không, nhưng chúng ta chỉ có 20 acid amin, do đó một số cái cùng quy định bởi một acid amin, do đó nó chỉ có khoảng 1% các cái thay đổi nucleotide này nó sẽ biểu hiện ra thành cái biểu hình. Thì đây là những cái hiện tượng biến đổi thường gặp về mặt di truyền giữa các cá thể, trong đó như lúc nãy giải thích với các chị đó là hiện tượng đa hình một nucleotide, ngoài ra thì có hiện tượng chèn đoạn hay mất đoạn. Thì chèn đoạn hay mất đoạn thì do các chị đã là hai rồi thì tôi chỉ trên slide các hiện tượng tham khảo lại ha. Còn đây là cái minh họa của các hiện tượng, đó là đa hình một nucleotide. Thì chúng ta thấy cùng một cái gen mã hóa cho một cái protein này chẳng hạn, thì ở cái vị trí nhất định thì ở đây là cái nucleotide
đây nó là triển khai bằng D, và đây nó triển khai bằng D, và đây nó là hình tượng đa hình của phương trình tiếp. Đây là những cái phân loại mà thì các chị cần tham khảo. Thì như lúc nãy tôi có giải thích thì ứng dụng của triệu chứng di truyền là rất lớn, do đó hiện nay người ta đặt cái mô này thành một cái phần để phát triển riêng. Và khi chúng ta học lên cao thì chúng ta sẽ đi sâu hơn là làm sao để phát hiện ra những cái đột biến này, và chúng ta lợi dụng những cái đột biến khác biệt trong bệnh lý để điều trị thuốc hay tìm những cái thuốc nhắm chính đích. Thì ở đây thì chúng ta nhắc sơ qua về cái triệu chứng di truyền, cũng là nghiên cứu cái sự khác biệt về yếu tố di truyền nó ảnh hưởng đến tác dụng dược lý, gồm cả mặt dược động học cũng như dược lực học. Thì dược động học nó sẽ liên quan đến cái sự khác biệt về mặt di truyền của các cái gen mã hóa cho các protein tham gia vào cái quá trình phân bố trong hư chuyển hóa học tại trừ. Còn đối với cái dược lực thì nó sẽ mã hóa các cái receptor, thay đổi cái cấu trúc của các receptor thì nó làm thay đổi dược lực. Thì chúng ta phân biệt hai cái khái cái niệm về mặt tiếng Anh ha, là pharmacogenetic và pharmacogenomic. Genomic thì nghiên cứu nguyên cái bộ gen, tức là bộ gen của người A hoặc là cái chủng tộc A thì nó dẫn đến ảnh hưởng như thế nào về mặt dược lý. Còn genetic thì là chỉ một cái gen cụ thể nào đó thôi. Thì đây là một cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên đó là cái yếu tố vận chuyển ha. Đây là cái protein vận chuyển chẳng hạn. Thì cái cấu trúc bình thường nó sẽ cho ra được cái trình tự, đó là các cái phần như trên đây ha. Và đây là cái cấu trúc chung của receptor gắn kết với cái histamine trong cơ thể của mình, hoặc là một số cái enzyme thuộc nhóm cytochrome C450 như 2D6. Thì khi có cấu trúc thông thường là GAA thì nó sẽ quy định tạo ra cái vị trí tương ứng của acid amin ở trình tự của protein, đó là glutamin. Tuy nhiên khi nó bị thay đổi cái A bởi cái C thì lúc đó nó sẽ tạo thành aspartame. Và khi thay đổi cái trình tự acid amin có nghĩa là tạo ra một cái protein mới, và nó là thay đổi cái việc gắn kết của histamine lên receptor, hoặc là thay đổi cái việc là gắn kết của cái thuốc lên cái protein vận chuyển để vận chuyển trong máu đến các cytoplasmic, hoặc là thay đổi cái hạt tính của enzyme và làm cho có thể chuyển hóa thuốc nhiều hơn hoặc là thích hơn. Thì lát nữa chúng ta sẽ có thêm những ví dụ khác. Và trong các cái quá trình dược tổng hợp thì theo các chị quá trình nào ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái yếu tố di truyền? Đó là cái quá trình chuyển hóa. Tại vì trong các cái gen của người ở các cái cơ quan khác nhau thì người ta thấy gan, những cái enzyme ở gan nó có khác biệt rất lớn giữa các cái chủng người. Thì đây là các cái enzyme ha, thì chúng ta thấy như lúc nãy giải thích cho anh chị đó là 3A4 là nhiều nhất, còn trong tâm tâm nhiều nhất. Thì đối với các enzyme ở gan thì nó có thể thay đổi nguyên tên tiếp dẫn đến tạo ra các protein có hoạt tính khác nhau. Hoạt tính khác nhau thì có thể là UM này có nghĩa là cực nhanh. Chúng ta thấy nè, do nó chuyển hóa cực nhanh, do đó cái nồng độ cái thuốc còn lại nó sẽ bị mòn hết. Thì trong trường hợp mà cái thuốc chuyển hóa cực nhanh mà cái chất chuyển hóa là không có tác dụng, thì theo các chị chúng ta sẽ thay đổi cái gì? Bây giờ đối với một cái thuốc chuyển hóa cực nhanh hay là cái thuốc thông thường ha, cái chất chuyển hóa không có tác dụng. Trong trường hợp QM có nghĩa là tạo ra một cái enzyme mới chuyển hóa rất nhanh, thay vì bình thường là chuyển hóa trong 5 giờ nó chỉ chuyển hóa trong 1 giờ là hết rồi, thì mình sẽ phải làm gì? Thay đổi cái bản chất liệu. Các chị theo kịp không ạ? Rồi, trường hợp thứ hai, EM cũng nhanh nhưng mà không bằng được nhanh. Rồi EM là chuyển hóa trung bình và PM là chuyển hóa chậm, chuyển hóa yếu. Thì vậy trong trường hợp TM thì mình sẽ kéo dài cái khoảng cách được. Và đối với gan thì chúng ta không có cái cụ thể.
Ngoài cái việc là nó ảnh hưởng tới mạng tính thì chúng ta sẽ có một số ví dụ là nó ảnh hưởng tới tác dụng phụ. Thì ở đây chúng ta có một số ví dụ của enzyme thuộc nhóm citochrome P450. Thì cái này là 2C19 các anh chị. Thì đây là một số cái thay đổi đối với 2C19. Thì khi chúng ta thấy cái ký hiệu của SNP thì chúng ta thấy ở đây cái 8,6 là cái gì? 8,6 là gì? Anh chị tự nhiên sinh học này. Là cái vị trí tại nơi đó xảy ra cái thay đổi về tiền chất. C lớn hơn T có nghĩa là gì? Bình thường nó là C mà bây giờ nó bị thay đổi thành cái T. Và chúng ta cũng có thể bắt gặp một cái dòng thứ hai ở dưới có nghĩa là gì đó chị? Cái dòng thứ hai này nó có nói lên điều gì không? Có ý nghĩa gì đối với mình về mặt thông tin liên quan đến chuyển đổi gì không? Không, nó chỉ có ý nghĩa về mặt tăng tiến. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra cái thay đổi ở vị trí 8,6 C nó bị thay một D thì tôi đăng ký với cái ngân hàng thế giới và tại cái đó tôi phát hiện ra rồi đó, người ta sẽ cấp cho mình một cái số đăng ký. Do đó lần khác người khác nghiên cứu mà thấy cũng giống như vậy thì có nghĩa là không có đặc quyền gì hết, được tôi công bố rồi. Như vậy cái đó chỉ có ứng dụng cho các nhà khoa học để kiểm tra coi mình có được đăng ký cái mới gì hay không, còn nó không thì có ý nghĩa mình được học không tin thay đổi gì hết. Như vậy chúng ta thấy trên cùng một cái enzyme thì nó có rất nhiều thay đổi và nó có thể tạo ra rất nhiều cái dạng enzyme có mạnh tính. Chúng ta thấy có thể là cực nhanh, trung bình, yếu. Thì đây là một cái ví dụ cụ thể, ví dụ cái warfarin thì chúng ta thấy nó được chuyển hóa bởi cái enzyme đó là citochrome 2C9. Thì trên cái citochrome 2C9 này nó có thể xảy ra một số cái thay đổi nucleotide và nó tạo ra cái enzyme citochrome 2C9 có hoạt tính kém hơn bình thường. Như vậy, khi bệnh nhân mà mang cái gen có thay đổi dẫn đến tạo ra C2C9 thì kém hơn bình thường thì dễ gặp cái tác dụng phụ gì? Đó là chảy máu, và warfarin này nóng thuốc. Nóng thuốc gì các chị? Chống đông. Được chưa? Rồi bây giờ nó kém chuyển hóa, có nghĩa là cái thành phần không chuyển hóa nó còn lại nhiều hay ít? Nhiều hay ít các chị? Nhiều. Như vậy đồng độ thuốc nó tăng hay giảm? Nó tăng thì dẫn đến tác dụng quá mức thì nó dẫn đến là chảy máu. Thay vì mình chỉ cần ở một mức độ thì bây giờ nó lại quá lên và nó gây ra hiện tượng là chảy máu quá mức. Đó là một cái ví dụ cụ thể. Đây là một số cái ví dụ khác để